Lời nói đầu tiên, Đức Lâm Vlog chúc cho tất cả mọi người trong và ngoài nước được thật nhiều sức khỏe và bình an, luôn luôn thành công trong cuộc sống. Hôm nay mình làm video mình chia sẻ về bến phà Đường Đức nha các bạn. Bến phà Bằng Bước từ Gò Kè đi qua Sóc Trăng các bạn, về Đại Ngãi, Long Phú, Kế Sách. Này là đường 560 các bạn, đường 560 hướng về Đại Ngãi, hướng ngược lại là về thành phố Cần Thơ. Này mình đang trên đường xe chạy tới hướng vẹo vô bến phà Đường Đức. Còn đây là phà Chợ Ếch nha các bạn, người ta còn gọi là phà Đường Đức nha các bạn. Cái này là phía bên hướng phía bên Sóc Trăng, phía bên Sóc Trăng về đi qua chạy cầu Gà Chợ Vinh nha các bạn. Này mình quay hiện tại phía bên Sóc Trăng nha các bạn, chia sẻ đến tất cả các bạn về bến phà Đường Đức đi tắt qua Chợ Vinh lên thành phố Hồ Chí Minh cho gần. Các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu rồi mình đi tắt đường này rất là gần nha các bạn. Cái này là đường đan dẫn xuống bến phà nha các bạn. Vinh. Ở đây trước mặt mình là bến phà các bạn, bến phà Đường Đức nha các bạn. Đường Đức phía này phía bên Sóc Trăng các bạn, Sóc Trăng đi phà nó qua về Vinh. Phà ở phía trước là cái phà hiện tại đang chạy qua các bạn. Này xe xuống phà các bạn, xe đang di chuyển xuống phà đang về phía bên bờ phía bên Trà Vinh. Này phà Đường Đức nó chạy cắt ngang sông Hậu các bạn, sông Hậu đang qua từ Trà Vinh qua bên Sóc Trăng và chiều ngược lại từ Sóc Trăng qua Trà Vinh. Đó, các bạn, phà đang chạy các bạn. Phà đang chạy chuẩn bị từ hướng về Vinh qua chuẩn bị cập bến vô. Quay cảnh trong chiếc phà các bạn. Phà này qua lại phà cũng dài nhỏ các bạn, nó chỉ là chở xe máy thôi chứ không chở xe ô tô các bạn. Chở phà dạng nhỏ để chở xe máy thôi. Đầu nó chạy các bạn, đây là sông Hậu các bạn, sông hướng về phía này là hướng về Cần Thơ các bạn, hướng lên thành
đã chạy qua tới bờ đất liền phía bên Trà Vinh nha các bạn. Phía bên Trà Vinh là và ngay là xã Ninh Thới nha các bạn. Xã Ninh Thới, huyện Cầu Kè. Đây là phía bên bờ Trà Vinh nha các bạn, lên ngay đường xã Ninh Thới, huyện Cầu Kè các bạn. Đây là đường dẫn xuống bến phà Đường Đức phía bên Cầu Kè Trà Vinh.